Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lúc nãy đi xuống thì nhà tôi nói rằng gia đình của anh chị Hiếu Thương, đây là đứa con thứ hai, chứ không phải là đứa con đầu. Cảm ơn Chúa. Rất nhiều năm cầu nguyện xin Chúa cho có em bé. Và rồi bây giờ, sau khi chờ đợi thì Chúa cho đây là đứa con thứ hai. Cảm ơn Chúa. Chắc là tất cả chúng ta cũng đều biết là ngày hôm qua thì ông Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức được bầu vào vị trí lãnh đạo cao nhất, có uy quyền nhất ở trên đất nước của chúng ta. Một người cầu thay thì nhắc tôi một điều, đó là thay đổi một người lãnh đạo thì đất nước bước vào một giai đoạn mới. Và tình hình trong những ngày tới tốt hơn hay xấu hơn tùy thuộc vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhắc lại lời đó. Chúng ta có nhớ là chúng ta đang ở trong năm thứ 50 kể từ biến cố 1975, một biến cố tác động rất sâu sắc đến tất cả những người Việt Nam hiện tại hay là trong quá khứ. Và năm thứ 50 có muôn vàn lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Hãy tin cậy Chúa, hãy cầu nguyện, cảm ơn Chúa. Cách đây chưa đầy 2 tháng thì khi ông lên làm chủ tịch nước thì tấm lòng của ông trân trọng, và nghĩ, tôi tin rằng đâu đó trong lòng ông biết rằng những người lãnh đạo tôn giáo, dù là một người cộng sản vô thần, nhưng mà ông biết rằng tôn giáo là vô cùng quan trọng, bởi vì nhu cầu tâm linh của dân chúng không thể thiếu được. Và ông đã có lời mời những lãnh đạo tôn giáo đến để được gặp mặt. Và cảm ơn Chúa, tôi có cơ hội được đến gặp ông cách đây mới 2 tháng thôi. Và tôi tin rằng có một sự chúc phước từ nơi Chúa, có một điều gì đó Chúa đang hành động ở trong đời sống, trong giai đoạn của chúng ta đang sống ở đây. Cảm ơn Chúa. Hãy ngã mình vào trong vòng tay của Ngài. Hãy chìm ngập trong quyền năng của Đức Thánh Linh và nói rằng: Chúa ơi, xin hãy dùng con, xin hãy dùng hội thánh của Ngài. Trong những tuần gần đây, tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà chúng tôi là những người lãnh đạo hội thánh, chúng tôi biết rằng mỗi buổi thờ phượng có những điều rất lạ lùng. Và thật ra đã có lời tiên tri rằng Chúa sẽ dùng hội thánh này, từ nơi này sự thăm viếng của Chúa sẽ đến. Có một lòng khao khát, có một tình yêu mến Chúa, đến nỗi khi nhà tôi được sự hướng dẫn của Chúa kêu gọi một cái dây chuyền cầu nguyện, thì bắt đầu từ hội thánh của chúng ta ở tại đây, rất nhiều người đăng ký, và đã 2 tuần rồi dây chuyền đó đã được vận hành. Bây giờ phải tiếp tục mua thêm một cái zoom nữa, bởi vì một dây chuyền cầu nguyện khác phải được mở ra. Chúng ta tin rằng 10 năm trước, 15 năm trước, tôi đã từng nghe những lời tiên tri sự phấn hưng sẽ đến trên đất nước, trên quê hương của chúng ta. Và tôi thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, nếu con cần phải hy sinh, nếu con cần phải làm gì để có thêm một người nữa được cứu cho Chúa Giê-xu, thì xin hãy tự do hành sự. Quý vị có đồng ý với tôi không? Có amen với tôi không? Chúng ta sẽ không biết mình làm gì đâu. Chúng ta sẽ không biết mình phải bắt đầu như thế nào đâu. Chỉ đơn giản là ngã mình vào trong tay của Chúa thôi. Rồi 10 năm nữa, 15 năm nữa, khi chúng ta nhìn lại thời khắc này, chúng ta sẽ sững sờ ngạc nhiên, vì biết rằng Chúa, cảm ơn,
vô cùng tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đến với lời của Chúa và đề tài mà tôi muốn học với hội thánh buổi sáng hôm nay, đó là được tỉa sữa để kết quả. Làm mục sư trong hội thánh khá lâu thì tôi thấy đó là có rất nhiều người đến với Chúa. Có những trường hợp họ trải qua một giai đoạn phước hạnh, hết phước hạnh này đến phước hạnh khác kể từ giây phút đến với Chúa. Nhưng mà rồi sau đó bắt đầu có những nan đề, có những thách thức, có những trắc trở, và họ đã lui bỏ, không còn tiếp tục bước đi theo Chúa nữa. Đây chính là điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải ý thức. Tôi không biết là quý vị có từng bao giờ đặt một cái câu hỏi trong tâm trí là: Chúa ơi, Ngài cứu con rồi, con đã được thoát khỏi tội lỗi rồi, tại sao Chúa không đưa con lên thiên đàng ngay mà lại để con ở tại trần gian này? Bởi vì phải vật lộn, phải chiến đấu, nhiều khi ngã lòng, nhiều khi bỏ cuộc và nhiều khi xa Chúa. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa có một mục đích vô cùng tuyệt vời. Chúng ta thử tưởng tượng là nếu Chúa cứu mình rồi, đưa mình về thiên đàng ngay, mai mốt lên trên đó, ngày phán xét của Chúa, phần thưởng sẽ được ban phát cho mỗi một người phục vụ Chúa. Lúc bây giờ mình đứng mình nhìn và thấy rằng giống như là: ủa, qua kỳ thi thì được rồi, nhưng mà sao mình không có chút phần thưởng nào hết? Và Kinh Thánh nói rằng trên thiên đàng sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Quý vị tưởng tượng được nghiến răng là như thế nào không? Nếu mà mình tiếc một cái gì đó, nói: chàng ơi, trên thiên đàng sẽ có những con người nói: Chúa ơi, phải chi ngày đó con nhạy bén hơn, phải chi ngày đó con tỉnh táo hơn thì con đã không bỏ qua cơ hội này. Phải chi, phải chi, phải chi. Và lúc đó: ôi, quá tiếc, chàng ơi, chàng ơi. Và tôi hy vọng rằng lời của Chúa sẽ giúp chúng ta biết được mục đích mà Chúa đặt chúng ta ở trong cuộc đời này. Quý vị thấy ở đây là hình của những cái cây rất là có giá trị luôn đó. Ngày hôm nay thì ở Việt Nam, trong những cái khu resort, ở trong những cái khu biệt thự cao cấp, người ta phải bỏ rất nhiều tiền để mua những cái cây này về đem làm kiểng. Có đẹp không ạ? Chưa thấy đẹp đúng không? Đẹp không? Chưa thấy đẹp luôn. Đúng vậy. À, đây, đó chính là lý do mà Chúa Giê-xu đã nói ở trong Giăng thứ 15. Xin hãy lắng nghe cùng với tôi. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sữa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy các con. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy, ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong ta thì giống như cành nho bị ném ra ngoài và bị héo, người ta nhặt lấy ném vào lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn,
các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều này cha ta được tôn vinh. Ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong tình yêu thương của ta, cũng như ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Mục đích mà Chúa Giêsu dạy dỗ điều này, đây là chân lý được bày tỏ trong câu thứ 11. Ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Tôi cầu nguyện để khi quý vị học lời của Chúa ở trong phân đoạn này, dù cho chúng ta đang trải qua hoàn cảnh nào, dù cho tình trạng của chúng ta ra sao, chúng ta sẽ đầy vui mừng vì biết được ý muốn của Chúa dành cho chúng ta là thế nào. Chúng ta sẽ thấy ở đây tôi có đánh dấu. Đó. Ở đây điều mà Chúa muốn nói đó, thì Ngài muốn chúng ta kết quả. Nhánh mà không kết quả, Chúa sẽ chờ, bởi vì Chúa có đủ sự kiên nhẫn. Ở trong một câu chuyện khác thì Chúa nói rằng một người chủ vườn đó đã đến tìm trái nơi cây vả nhưng mà không thấy có trái. Và người chủ quyết định là ta sẽ đốn bỏ nó đi. Nhưng mà rồi người chủ vườn thì có một người làm công vì nói rằng xin hãy nán lại, tôi sẽ đổ phân, tôi sẽ bón phân, tôi sẽ tưới nước và cho nó thêm một thời gian nữa. Chúa nói được. Cho nên chắc chắn một điều đó là bất cứ nhánh nào không kết quả thì sẽ bị chặt. Tuy nhiên Chúa rất kiên nhẫn. Do vậy Ngài tỉa sửa những nhánh kết quả để được sai trái hơn. Tự nó không thể ra quả được. Và ý muốn của Chúa đó là sinh ra nhiều quả. Sinh ra nhiều quả. Ý muốn của Chúa đó là các con kết quả nhiều. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là Chúa muốn nhấn mạnh với chúng ta một chân lý. Tỉa sửa là điều cần thiết. Ai đã từng tham dự kỳ trại của Hội Thánh Văn Thánh Bắc của chúng ta trong mấy tuần vừa rồi ở tại Mũi Né, thì chúng ta nhớ cái hình ảnh là chiếc bánh mì được bẻ ra, được xé ra, phải không? Đây là hình ảnh luôn luôn có giá trị, bởi vì đó chính là đặc điểm của Chúa Giêsu, một đặc điểm để nhận dạng chính Chúa Giêsu và môn đệ của Chúa Giêsu. Cuộc đời của một môn đệ Chúa Giêsu thì cần phải được bẻ ra, cần phải bị bẻ ra thì nó mới ích lợi. Còn nếu để nguyên một miếng bánh thì là ích lợi nhưng mà rất ít và không bao nhiêu. Bây giờ ở đây một lần nữa, chúng ta thấy rồi đó. Một cái cây dù đẹp đến mức nào, dù có giá trị đến mức nào, nhưng nếu không tỉa sửa thì không kết quả. Tôi đã từng sống những ngày niên thiếu ở tại Ban Mê Thuột. Và tôi nhớ lúc bây giờ, sau 1975 thì là ai cũng phải đi ra lao động hết. Ba tôi được nhượng lại một cái khu đất mấy ngàn mét vuông đó, trồng cà phê. Và thế là tôi và má đang cười nè, ba má cứ đi làm rẫy vào phát cỏ cà phê. Tuy nhiên nó có một công đoạn nữa, đó là phát cỏ cà phê, nhưng mà cái chuyện mà tỉa cành cà phê thì lúc bấy giờ tự gia đình không làm được, phải nhờ những người chuyên môn mới làm được. Và chúng ta biết là một cái cây cà phê khi nó ra trái thì như vậy đó,
một bên là trái xanh, một bên là trái chín. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn cái gì? Còn có một cái kéo. Cái kéo đó để cắt tược cà phê, cắt cành cà phê. Một cây cà phê không thể nào ra trái được nếu không được tỉa sữa đúng cách. Chúng ta biết, nhiều khi chúng ta đau khổ lắm và nói rằng: Chúa ơi, sao Chúa nói Chúa yêu con mà tất cả những điều này lại xảy đến cho con? Bây giờ con phát hiện ra là con đang bị bệnh ung thư, con phát hiện ra là vợ chồng con đang có nan đề, con phát hiện ra là Chúa không ban cho con dư dật tiền bạc mà con lại đang đối diện với vấn đề tài chánh và nhiều điều khác nhau. Chúng ta vội bối rối. Và lúc bây giờ, một trong những phản ứng rất tự nhiên đó là nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Nghi ngờ Chúa, nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những cái nhánh nó cần được cắt bỏ đi. Nếu một vườn cà phê không làm cỏ thì là tất cả những cái chất tốt ở trong đất đó sẽ nuôi cỏ hết mà nó không có lên cây cà phê. Hay là một cây cà phê nó có những cái tược lên á, tược lên thì nó chỉ làm cho sum suê thôi, chứ nó không đậu trái ở trong những cái nhánh gọi là tược đâu. Vì vậy mà người chủ vườn cần biết phải cắt bỏ để dồn sức sống cho một chỗ nào đó cần thiết. Nhiều khi chúng ta muốn làm việc và thấy việc nào cũng tốt hết, nhưng mà chính Chúa, Ngài là đấng khôn ngoan, Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài biết điều gì thì có giá trị đời đời, điều gì thì chỉ có giá trị tạm thời thôi. Đôi khi chúng ta đã dành quá nhiều thời giờ qua những điều mình thích, nhưng mà rồi sau đó nó không còn để lại gì cả. Ở trong Cô-rinh-tô có nói, một ngày kia trước tòa của Đức Chúa Trời thì có những công việc còn lại, nhưng mà có những công việc chỉ cần lửa nó sẽ đốt cháy hết, chẳng còn gì. Chúng ta không thể biết được đâu, nhưng Chúa đã trồng chúng ta ở trong vườn của Ngài. Chính Chúa Giê-xu, Ngài đã trồng chúng ta trong chính Ngài là gốc. Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì con được Ngài chọn lựa giữa biết bao nhiêu người. Con chẳng là gì cả. Con chỉ là những tội nhân tầm thường. Con vẫn thường làm buồn lòng Ngài, nhưng Ngài đã quyết định chọn con. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và khi nếu chúng ta biết được rằng Chúa biết điều nào là tốt nhất, Chúa biết mối quan hệ nào là tốt nhất cho chúng ta, Chúa biết điều tập chú nào là tốt nhất cho chúng ta, và Ngài là đấng khôn ngoan sẽ tỉa sữa, không phải để cắt bỏ, để hủy diệt chúng ta đâu, nhưng mà để cho chúng ta được sai trái hơn. Ông bà anh chị em, có lẽ có người đang ở trong cái giai đoạn rất kết quả, có người khác thì là đang bị tỉa sữa, sức sống bị mất đi. Khi cắt một cái nhành cây thì chúng ta thấy là nhựa cây bị ứa ra. Khi chiếc bánh bị bẻ ra, đau đớn lắm. Và lúc bây giờ chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta sẽ nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nói gì? Hỡi con ta, Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương. Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con, vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Hãy sẵn sàng để đối diện với điều đó. Tôi biết có rất nhiều người đi ra làm chứng, thì nhiều khi chúng ta nhấn mạnh một khía cạnh thôi. Hãy tin Chúa đi, tin Chúa được bình an, tin Chúa được phước, tin Chúa được may mắn, được thịnh lợi.
đúng, chính xác hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta cũng cần biết rằng tin Chúa, điều quan trọng nhất là linh hồn của chúng ta được cứu khỏi sự chết đời đời ở trong hỏa ngục. Tin Chúa, linh hồn của chúng ta được ở với Chúa suốt cả cõi đời đời. Dĩ nhiên khi làm con của Chúa, Chúa chẳng bao giờ lìa chúng ta, chẳng bao giờ bỏ chúng ta. Vì Ngài là đấng chu cấp, Ngài là đấng ban năng lực, Ngài là đấng ở cùng bảo vệ chúng ta. Đôi khi chúng ta đứng ở trong sự tỉa sữa, ở trong giai đoạn tỉa sữa, thì chúng ta buồn Chúa, hờn Chúa và nghi ngờ tình yêu của Chúa. Nhưng mà lời Chúa nói gì? Tất cả sự sửa phạt hiện tại, lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng. Nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Cảm ơn Chúa. Cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa. Chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện của Joseph đi. Joseph đã trải qua những năm tháng thăng trầm. Và nếu ông oán trách các anh của mình, nếu ông oán trách những người chung quanh, thì ông sẽ dành cả cuộc đời để chìm ngập trong cay đắng. Nhưng mà ông biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đã hứa, là đấng đã bày tỏ rằng định mệnh của ông là tuyệt vời, là cao cả, là vĩ đại. Và ông đã không bao giờ lầm bầm, không bao giờ ngã lòng. Ông bà anh chị em ơi, Chúa nói rằng các ngươi được tỉa sữa vì chúng ta ở trong tay của Ngài. Không phải vì chúng ta lỗi lầm, không phải vì chúng ta có điều gì sai, nhưng mà Chúa muốn chúng ta trở nên tốt hơn, trở nên kết quả hơn cho Đức Chúa Trời. Thời điểm để được thực hiện việc cắt tỉa, chúng ta biết là khi một người làm vườn mà tỉa sữa, cắt tỉa một cái cành đó, thì ở đây tôi chụp màn hình trên một cái trang web ở Internet thì cho biết là cái cây cà phê thì được cắt tỉa 2 lần một năm. Lần thứ nhất đó là lúc vừa hái trái xong. Tại vì khi hái trái cà phê đó thì cái cây nó bị mất sức nhiều lắm. Đặc biệt là năm mà chúng tôi học lớp 10, học lớp 11 đó, thì lúc bây giờ là bị đưa đi đến nông trường để lao động và là cho học sinh hái cà phê giúp cho các nông trường. Chúng ta biết rồi, học sinh đó thì là làm tứ tung hết, bẻ gãy cành, cho nên trái xanh, trái chín gì cũng hái hết, miễn là xong thì thôi. Và chúng ta thử tưởng tượng là cái giây phút mà cái cây bị hái trái thì là sức sống của nó sẽ bị giảm đi, và ngay sau đó phải cắt bớt để sức sống nó hội tụ vào những cái nhánh cần thiết, những nhánh quan trọng. Tại vì nếu không cắt thì là sức sống nó phải nuôi cả cái cây mà sẽ có những nhánh không ích lợi gì cả. Rồi một thời điểm khác nữa để tỉa sữa đó là cắt cành cà phê lần hai, có 2 lần như vậy. Có thời điểm, chứ không phải muốn cắt lúc nào là cắt đâu. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng khôn ngoan hơn chúng ta rất nhiều. Dĩ nhiên chúng ta thử tưởng tượng là mình nhân cách hóa một cái cây lên đi. Một cái cây bắt đầu thấy người chủ vườn cầm cái kéo bé ngót đến đó là đã vội khóc rồi, đã vội chạy trốn rồi. Nhưng mà Chúa là đấng khôn ngoan. Nhiều khi chúng ta cũng là những đứa con quá nhõng nhẽo. Có những đứa con thì rất lì đòn, đánh mà vẫn không khóc. Nhưng mà cũng có những đứa con chỉ việc vừa giơ cây lên là đã làm như là đã bị đánh nhiều lắm rồi, phải không? Chúa biết chúng ta, và nhiều khi chúng ta là những cơ đốc nhân như là những đứa con nhõng nhẽo vậy đó. Chỉ cần sơ sẩy một chút gì đó thôi, không theo ý của mình thôi, là chúng ta đã oán trách Chúa rồi, đi ra phàn nàn đủ thứ hết. Và Chúa nói, ồ, trong trường hợp này phải mất nhiều thời gian hơn rồi. Phải để cho đứa con đó nó trưởng thành hơn một chút.
có lời của Chúa hiểu biết hơn một chút. Bởi vì chưa gì mới cầm cái kéo bước vào trong vườn thôi là đã thấy muốn bỏ trốn hết rồi. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan hơn chúng ta rất nhiều. Ngài biết thời điểm nào cần tỉa sữa ở đâu. Chúng ta hãy nghĩ đến cuộc đời của Môi-se đi. Môi-se ngay từ khi lọt lòng mẹ đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa rất lạ lùng. Ông được nuôi dưỡng, được dạy dỗ trong hoàng cung. Rồi đến tuổi trưởng thành, ông đi ra ngoài, ông thấy tình cảnh bất bình, ông đã ra tay. Và thế là một người Ê-díp-tô, với sức mạnh của ông đã giết chết cái người đó. Sau đó thì là ông phải bỏ chạy vào trong đồng vắng. Và 40 năm sau thì Chúa mới bắt đầu kêu gọi ông. Nhiều khi chúng ta không biết được chính mình, nhưng mà Chúa biết rõ bản chất, cá tánh, những điểm mạnh, những điểm yếu của chúng ta. Và nếu chúng ta để cho Ngài làm chủ cuộc đời của mình, để cho Ngài sử dụng, thì Chúa sẽ toàn quyền. Chỉ đơn giản đó là tin cậy nơi Chúa là đủ. Đừng có chỉ cho Chúa là phải, Chúa ơi, Chúa cắt ở đây nè, cắt cái chỗ kia đau lắm. À, khoan nè Chúa, một cái cây không thể làm điều đó được đâu. Nhưng mà người chủ vườn có toàn quyền ở trên nó. Một yếu tố khác nữa thì chúng ta thấy là ở đây một hình ảnh đó là chúng tôi ở tại miền Nam Việt Nam mà chúng ta đang sống đó, thì là người ta nói là chỉ có hai mùa trong năm thôi. Đó là mùa nóng và nóng hơn. Những giáo sĩ đến thì nói đùa như vậy. Nhưng mà bắt đầu ra miền Bắc thì chúng ta thấy bắt đầu có bốn mùa, xuân hạ thu đông rõ rệt. Và càng đi lên phía Bắc, càng đi lên vùng ôn đới thì là bốn mùa rất rõ rệt. Lần đầu tiên chúng tôi qua bên Mỹ thì chúng tôi thấy ô tuyệt vời quá. Một lúc đó là vào mùa xuân, một cái cây, cả một cái rừng cây trên một đoạn đường dài như vậy đó, lá xanh mơn mởn, không có một chút úa nào cả. Và lá nào cũng xanh tươi, cũng xanh tươi. Rồi chúng tôi nghĩ đến làm sao mà có được như vậy. Thật ra muốn thay lá xanh thì phải qua một mùa đông rất khắc nghiệt, đúng không quý vị? Trong mùa đông đó và mùa thu, lá bắt đầu vàng. Chỉ cần gió thổi qua thôi thì những chiếc lá vàng không thể nào bám ở trên cây nữa, rụng xuống, chuẩn bị cho mùa đông. Và rồi tất cả những lá đã bị thay hết rồi, không còn một lá nào nữa. Đến mùa xuân mới bắt đầu nhú ra những cái lá mới đẹp đẽ, tươi tốt. Có ai trong chúng ta đang là một cái cây ở trong mùa đông không? Chúng ta nhìn những người chung quanh, nói Chúa ơi, sao họ được phước quá, sao cuộc đời của con thê thảm đến như vậy. Chúa ơi, chắc Chúa không còn yêu con nữa phải không? Không, Chúa đang chuẩn bị. Chúa đang chuẩn bị chúng ta. Chúa đang chuẩn bị quý vị, để rồi những lá mới mơn mởn sẽ được mọc ra từ những cái cây cằn cỗi đó. Tôi không bao giờ quên được nhiều điều Chúa làm trong cuộc đời của mình. Ngày hôm qua thì các con thiên ca ở đây và chúng tôi làm chứng là quý vị biết chúng tôi nuôi 40 đứa thiên ca, 40 cháu người Hờ Mông. Rồi trong mùa hè thì một số cháu trở về, thì chúng tôi quyết định là nuôi thêm các cháu ở tại thành phố của các vùng khác nữa, lắp vào 40 cháu đó, trong khi lẽ ra là mùa hè nghỉ ngơi. Và trong những ngày qua tôi nói với nhà tôi, anh thấy mình thay đổi lạ đó. Bây giờ thì anh trở thành ông bụt mất rồi. Tôi là người rất kỹ tính, tôi là người thích yên tĩnh, thích trật tự. Nhưng mà quý vị biết là trong nhà mà 40 đứa trẻ thì điều gì diễn ra?
Nhưng tôi biết rằng có nóng, có la lối không có giải quyết được vấn đề. Và lời của Chúa nói cơn giận của con người không làm nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Bây giờ lỡ rồi, nói cũng vô ích. Bây giờ phải có cách khác thôi. Cô Nhân thì biết rõ tôi là người rất là dễ nóng, làm việc nhiều năm qua rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa thay đổi tôi, Chúa tỉa sửa tôi theo cách của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và tôi nhớ lại rằng 40 năm trước, 17 tuổi, tôi đã phải ở trọ nhà bạn bè mình. Cái cảnh ở trọ ha, buổi tối mà đi đâu đó về khuya thì lo lắng không biết là ở nhà kêu cửa thì ngại lắm. Tính tôi ngại nữa. Cho nên bữa đó về mà thấy cửa nhà còn mở là mừng, mừng hết lớn luôn. Bởi vì ngại là mình đã ở trọ mà phải gõ cửa. Bác ơi mở cửa cho con với. Tôi đã từng trải qua như vậy. Tôi đã từng trải qua lưu lạc hết chỗ này đến chỗ khác. Cho nên bây giờ khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ ở trong tuổi thiếu niên, tôi nghĩ rằng chỉ cần một vài tuần thôi ở trong một bầu không khí khác có thể thay đổi số phận của nó. Và chúng tôi đem các con về. Cảm ơn Chúa. Chúa thường đưa chúng ta trải qua. Không ai trong chúng ta mà không trải qua mùa đông khắc nghiệt. Lúc đó chẳng còn gì cả. Trơ trọi. Trên cây chỉ có cành thôi. Cảm ơn Chúa. Cô Nhân ở đây đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau khổ để ngày hôm nay trở thành người dạy dỗ cho những gia đình khác. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua như vậy. Và cảm ơn Chúa, nếu chúng ta từ chối mùa đông thì sẽ không có mùa xuân như thế này đâu. Hãy nhớ rằng Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Một cây đã trải qua mùa đông trơ trọi để mùa xuân lá mới được thay lên. Từ lá mới đó, sức sống tạo ra những bông trái. Rồi lại tiếp tục mùa thu, lá bắt đầu héo úa. Chúng ta biết là lá đã vàng rồi, chỉ cần gió thổi qua thôi là rụng, không cần phải cắt, không cần phải rung gì nữa cả. Đây cũng là cách mà Chúa nói với chúng ta. Con ơi, cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Ngài. Ngài là Chúa, Ngài là chủ thể. Cho dù hoàn cảnh nào con đang đối diện, hãy nhớ rằng tình yêu của Chúa đối với chúng ta không bao giờ thay đổi đâu. Hãy tin cậy nơi Ngài. Chúng ta thấy đó chính là trong phân đoạn Kinh Thánh này cứ lặp đi lặp lại. Hãy cứ ở trong ta. Nếu không ở trong ta, hãy cứ ở trong ta. Hãy cứ ở trong ta, hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Những ai đang nghi ngờ Chúa, những ai đang ngã lòng, những ai đang trải qua mùa đông, những ai thấy những lá xanh ở trong cuộc đời của mình sẽ bắt đầu bị héo úa, hãy nhớ, ta nói điều đó để niềm vui của ta được đầy trọn. Đây chính là chân lý không bao giờ thay đổi. Mỗi một cơ đốc nhân nhận được lời hứa rất quý báu của Đức Chúa Trời, được Ngài yêu thương vô cùng tuyệt vời. Nhưng đây là điều chúng ta cần biết, cần được trang bị. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ngài. Một lúc nào đó chúng ta nghi ngờ Chúa. Một lúc nào đó để cho những cái lời của ma quỷ, để cho hoàn cảnh của mình làm cho chúng ta quên mất lời chân lý của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ra khỏi Ngài. Và nếu không nhanh chóng tiếp tục kết nối với Ngài, chúng ta sẽ trở thành một cái nhánh đã khô héo rồi. Và Kinh Thánh nó viết rằng khi đã khô héo rồi thì chỉ có nước quăng vào lửa mà và nó cháy. Cảm ơn Chúa, Ngài tỉa sửa
để chúng ta được kết quả. Xin hỏi thánh hãy đứng lên và chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này. Chương trình của Chúa là chương trình lâu dài, có giá trị đời đời. Chúng ta chỉ muốn nhìn thấy những gì chóng vánh, nhanh chóng. Và vì thiếu lời Chúa, cho nên chúng ta đã vội ra khỏi Chúa, không còn gắn kết với tình yêu của Ngài. Buổi sáng hôm nay, có ông bà chị em nào là những người lần đầu tiên đến với hội thánh, chưa được làm con của Đức Chúa Trời, tôi xin mời gọi quý ông bà chị em hãy quyết định đặt cuộc đời của mình ở trong Chúa đi. Vì nếu nhánh không được dính vào trong gốc là Chúa Giêsu, thì dầu có tươi tốt đến đâu, có sum suê đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ khô héo, cũng sẽ bị cắt bỏ, sẽ bị đốt. Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được ở trong Ngài. Chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn lập các ngươi. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.